Đây là cái đường cao tốc trừ Z, á gọi trừ X của 2B2T. Tại sao lúc nào mình vào 2B2T mình cũng đi cái đường cao tốc trừ X vậy? Mình không hiểu. Tại sao lúc nào vào 2B2T mình cũng đi cái đường cao tốc trừ X? Đây là bản 2B2T thử nghiệm 1.16.4. Không biết là cái đường cao tốc này đã tới được đâu rồi. Mình không chắc. Anh em có thể xài được những bản hack của 1.12. Đấy. Những bản hack của 1.12 ở trên 1.16.4, nếu anh em có sử dụng một cái mod tên là VirFox. Ừ, VirFox. Forge, ừ, VirFox. Đấy, nếu anh em nào có sử dụng cái bản hack đấy. À, có lỗi cái bản mod đấy thì anh em hoàn toàn có thể dùng 1.12 và sử dụng những bản hack của 1.12.2 lên 1.16.4 luôn. Chỉ có vài ngày mình không vô cái server này thôi mà nó đã thành ra kiểu hơi nát bấy rồi. Tại lần cuối mình vô á, đa số xung quanh vẫn còn rất là nhiều cây cối. Và hiện tại thì server đang có 103 người chơi với 267 ping là của mình. Oh, hello. Rất tiếc cho một thanh niên nào đó. Uầy. Ấy ở đây có cây cối đồ linh tinh luôn nè. Ui. Ôi. Liệu rằng có ai ở đây à? Kiểu nung đồ ở đây xong đi hay là có cả táo này, thank you very much. Cái server này nó mở mới ra là mọi người bắt đầu thể hiện cái trình độ làm cái lava cast của mình, và anh em đã thấy những cái lava cast rất là khủng bố. Dầu. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Chết tôi rồi. Thanh niên đó là full bộ netherite luôn rồi. Chúng ta đang đi ngược lại thì mong thì sẽ thoát khỏi được thanh niên đó. Ok, tại vì nó đã có sẵn một crystal. Một cái như là vừa nãy mình không nhìn rõ là bao nhiêu cái, nhưng mà nó đã cầm sẵn crystal trong tay. À. Oh no. Spare sir. Oh no. Đừng. 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 Tôi tưởng là nó sẽ đặt obsidian ra. Ồ, tính làm cái gì á? Ồ, no, đừng nói làm cái kiếm nha. Không, nó chỉ cầm có một cái Ôi, niềm tin vào nhân loại đã niềm tin vào nhân loại đã được hồi phục. Ây à, ông ấy cho mình một đống. Nó làm tôi sợ đấy anh em ạ. Nó làm tôi sợ đấy. Cái này cái gì đây? Thôi, tôi sẽ lượm hết, ok, tôi sẽ lượm hết. Ô, có cái cần câu nè. Cảm ơn. Shout out to for gì đó, the amazing deal. Oh man. Hành trình chúng ta trên con đường trừ ít. Đây mình cứ tưởng là sẽ toang đến nơi rồi khi mà một thanh niên, đây là lần đầu tiên mà một thanh niên cầm crystal đứng trước mặt mình và cho mình đồ. Đây là lần đầu tiên. Man. Thiệt luôn. Tôi không mong là sẽ thấy bất kỳ ai ở trên cái con đường này nữa. So you're most likely nearing death. So he food. Ok. Cái chỗ đó là thanh niên đó cho chúng ta ra đồ ăn, nhưng mà có lẽ bị lấy rồi. What the heck? Có cái gì ở đằng kia vậy? Hello con rùa.